Trận tranh siêu cúp Anh giữa Arsenal và Manchester City diễn ra vào lúc 22 giờ tối nay tại sân vận động Wembley, London, Anh. Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này. Mùa giải năm 2023 đến năm 2024 tại Anh sẽ chính thức được bắt đầu vào 22 giờ không tối nay bằng trận đấu tranh siêu cúp Anh, Community Shield, giữa Manchester City và Arsenal. Thông thường, trận đấu này sẽ diễn ra giữa đội vô địch Premier League với đội vô địch FA Cup. Nhưng do Manchester City vô địch cả hai giải đấu ở mùa trước, do vậy họ sẽ thi đấu với đội Á quân Premier League. Trong kỷ nguyên Premier League, có 7 lần một đội giành cú núp hoặc cú ăn ba, tham dự tranh Community Shield và 5 lần họ đã giành chiến thắng. Các đội không giành được Community Shield sau khi giành cú núp hay cú ăn ba là Manchester United năm 1999 bị Arsenal đánh bại và Chelsea năm 2010 bị Manchester United đánh bại. Manchester City đang có thành tích đối đầu rất tốt trước Arsenal. Đội bóng của Pep Guardiola đã 3 lần đánh bại đội bóng của Mikel Arteta trong mùa giải năm 2022 đến năm 2023, gồm 2 lần ở Premier League và 1 lần ở FA Cup. Dưới thời Guardiola, Manchester City thắng 16 trong số 19 lần gặp Arsenal, bao gồm cả 7 trận gần nhất với tổng tỷ số lên tới 21-4. Tuy nhiên, Arsenal cũng có điểm tựa để hy vọng giành chiến thắng trận đấu đêm nay. Hai trận thắng đội bóng thành London có được trước Manchester City của Guardiola đều diễn ra tại sân vận động Wembley ở bán kết FA Cup 2017 và 2020. Trong mùa hè năm nay, Arsenal hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng để tăng cường nhân sự, phục vụ cho tham vọng lớn. Pháo thủ đã chiêu mộ Declan Rice, Jarrion Timber và Kai Havertz để gia tăng sức mạnh với hy vọng có thể lật đổ Manchester City ở mùa giải tới. Manchester City cũng có những sự bổ sung chất lượng với Mateo Kovacic và Josko Zvezdanion. Họ sẽ bắt đầu mùa giải với tư cách đội đã 3 lần vô địch Premier League và mục tiêu hướng tới là danh hiệu thứ tư liên tiếp. Nếu làm được, Manchester City sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh vô địch 4 lần liên tiếp. Manchester City bước vào trận đấu với khả năng không có sự phục vụ của Kevin De Bruyne và Nathan Ake. Cả hai đều bỏ lỡ trận giao hữu trước Bayern Munich ở Seoul tuần trước. Thiếu De Bruyne sẽ là tổn thất lớn cho Manchester City bởi tiền vệ người Bỉ rất có duyên với Arsenal. Anh tham gia vào 8 bàn thắng trong 8 lần gần nhất gặp Arsenal trên mọi đấu trường, 6 bàn, 2 kiến tạo, trong đó có 5 bàn trong 2 trận gần nhất. De Bruyne cũng góp công vào 6 bàn trong 8 trận gần nhất của Manchester City tại Wembley, 1 bàn, 5 kiến tạo cả 2 bàn thắng trong trận chung kết FA Cup trước Manchester United vào tháng 6. Bên phía Arsenal sẽ vắng Gabriel Jesus, tiền đạo người Brazil sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải năm 2023 đến năm 2024 sau khi Arteta tiết lộ anh phải trải qua một thủ thuật nhỏ trên đầu gối vào đầu tuần này. Manchester City đã đánh bại Arsenal 3 lần trong năm nay và sẽ bước vào trận đấu này với sự tự tin để giành chiến thắng thứ tư liên tiếp. Sau đó, họ sẽ đối đầu với nhau một lần nữa vào tháng 10 tại Premier League. Nếu Manchester City giành chiến thắng tại Wembley vào tối nay, họ có thể sẽ giành được 5 chiến thắng trong năm dương lịch trước Arsenal. Manchester City là đối thủ khó chịu nhất đối với Arsenal ở thời điểm hiện tại. Mùa giải vừa qua, Arsenal chơi tốt trong thời gian dài và liên tục xếp trên Manchester City, thậm chí bỏ xa tới gần 10 điểm. Trong lần gặp nhau tại Emirates hồi tháng 2, Arsenal đã không tận dụng được ưu thế từ rất sớm và để thua 1-3. Đó là điều họ cần thay đổi nếu muốn hạ gục Manchester City và giành chức vô địch Premier League. Manchester City kết thúc mùa giải trước với phong độ phi thường, vượt qua Arsenal để giành ngôi đầu tại Premier League, đồng thời giành chức vô địch FA Cup và Champions League sau khi đánh lại Manchester United và Inter Milan. Đoàn quân của Guardiola trở thành đội bóng bất khả chiến bại ở giai đoạn sau của mùa giải năm 2022 đến năm 2023. Họ khiến người hâm mộ kinh ngạc trước khả năng đối phó với các tình huống áp lực cao. Do vậy, trận tranh Community Shield tối nay hoàn toàn không phải áp lực lớn đối với Manchester City. Arsenal sa sút vào cuối mùa giải khi chấn thương của William Saliba cản trở khát vọng vô địch của họ. Pháo thủ nhận những thất bại đáng thất vọng trước Brighton và Nottingham Forest, mặc dù bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều điều tích cực, bao gồm cả chiến thắng trước Newcastle và Wolves trong ngày cuối cùng của mùa giải. Community Shield không phải là danh hiệu các đội bóng quyết tâm giành được bằng mọi giá. Dẫu vậy, khởi đầu mùa giải với một chiếc cúp luôn khiến các đội bóng thoải mái hơn. Đó là điều chắc chắn cả Manchester City và Arsenal đều hiểu rõ. Vì vậy, vẫn sẽ là một trận thư hùng đặc biệt tại Wembley tối nay và sau trận đấu người hâm mộ sẽ được biết Manchester City sẽ duy trì được sự thăng hoa đỉnh cao hay Arsenal có đủ sức thách thức lật đổ sự thống trị của Manchester City.